Đây là một đoạn cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận ở đoạn km 68 67 nè. Họ đang triển khai thi công làm lắp đặt cống cấu tạo cho nước di chuyển qua hai bên. Thì cống cấu tạo này giúp cho nước lưu thông khi mà cao tốc nó đi ngang qua đó, giữa bờ bên đây và bờ bên kia của đường cao tốc, giúp cho người dân ở khu vực có nước sinh hoạt và có nước để mà phục vụ cho nhu cầu nông nghiệp. Đường Lương Gươm này cũng chưa có sông hẳn hoi nè. Đây là mình tới khu vực của km 70 nè. Bên trên thì bên kia thì anh em công nhân họ đang thi công. Đây thì họ đang thi công cái phần mà đường gơ bên dưới, họ đang làm cái cống hợp nè, cống hợp 1, 2, 3 cửa, đang làm cái cống hợp bên dưới đoạn đường gơm. Cầu vượt này thì hôm bữa mình thấy các bạn chia sẻ, các bạn xem nó chưa xong, hiện nay đã hoàn tất bên trên cầu vượt nè. Họ đang di chuyển cái quặng để mà bơm xi măng, hứng xi măng. Ở đoạn km 70 họ vẫn đang thi công và phần đường gom chưa lắp hàng rào khu vực này nè. Giờ mình đảo lại coi coi ở đoạn km 70 trên cao tốc Trung Lương Thuận này thì họ xem cái cầu vượt họ thi công đến đâu rồi.